Mẹ em mà họ đánh em xưa là em quay lên Facebook cho mẹ em bị bắt. Rồi hai mẹ con thú vị vậy? Không phải, em biết tại sao? Hồi nhỏ em bị đánh nhiều lắm, em đánh mà em xỉu mấy lần. Hồi xưa con yếu lắm, hồi xưa là con hay bị yếu người, con bị bệnh buổi sáng á, con hay bị bệnh thì là sáng mà kêu đi học mà dậy mà nhõng nhẽo là bị đánh. Dạ rồi. Tại vì nghĩ là làm biến, chứ không biết là nó bệnh, nghĩ nó là làm biến. Em vừa bước ra cửa, trước cửa nhà là em xỉu. Xỉu. Là đánh mấy lần xỉu luôn. Không, mấy tuổi con? Con nhớ con học mẫu giáo. Có khi em đánh mà bà chị bà khóc luôn á. Đánh, dạy nó viết chữ E mà nó viết chữ N L không trời. Anh rồi, em không có khiếu học rồi nhỏ. Rồi cái chữ cái mà chữ E mà sao em nghĩ chữ L vậy em? Em không biết. Ví dụ chữ E mà mình viết lộn chữ E. Nó nà ná nhau. Chữ N L hoài. Mà chữ E mà sao ra chữ L hay vậy? Tại em khó tay em nóng tính nữa. Cái chữ E chữ N L thật ra nó giống nhau. Dạ. Yeah. Mà kêu cái sữa cầm cái tay sữa bốn tay ra cũng đúng bị chèn vậy. Cái này nó cái thấp còn cái này nó cao thôi. Cái là lỗi của mình. Trời, tôi nãy giờ tôi ngồi đây mà tôi cũng giận người này. Em không có khiếu học. Cũng giận người này. Thôi. Người này nóng tính quá. Cô ngày xưa mà khi mà đẻ công rồi bao nhiêu năm sau mới đẻ em bé gái cô? Con giáp đúng không? Con giáp 12 năm. Rồi khi mà đẻ em bé ra công sợ ra rìa có nói gì không cô? Khóc. Khóc hả cô? Nghe đường người ta ghẹo quá, lúc đó chưa sanh cái về khóc nói cú phò nói mốt mày đẻ em ra. Cú phò là bà cô. Gì? Người Hoa. À. Nên gọi là cú phò là bà cô. Mẹ thương em mà cũng thương con, đứa nào cũng là con nên ai mẹ cũng thương đó. Để cú phò ghẹo con thôi. Mình đang được vậy tự nhiên khi mà để em gái mình ra thì mình sẽ không còn gì hết. Không ai thương mình hết. Cái mình bị như vậy á, cái mình em ghét em. Ừ. Hồi xưa nhưng mà khi mà đẻ ra em rất là thương em. Bình thường đã đánh rồi. Mà đẻ em gái mình chưa nghĩ ông đầu đúng không? Bình thường mẹ đã đánh giả mang vậy rồi, cột xe rồi. Mà đẻ em gái ra nữa trời đánh chịu gì nổi. Không, đẻ ra không có đánh anh. Không đánh hả? Đẻ ra đánh em rồi. Nhưng mà tới lúc rồi nó học cấp 3 rồi là có còn bị đòn nữa không? Rồi hai mẹ con có hay mâu thuẫn với không nhau? Không bị đòn nhưng mà em hay giận lắm. Giận. Không, mẹ nhớ lộn rồi, năm lớp 10 còn bị đánh. Là hôm đó mẹ em đi siêu thị. Mẹ em nói là ở nhà nha. Mẹ đi mua bánh pizza gì cho con ăn nhưng mà con nhớ rửa đống chén. Cô hay bắt nó làm lắm. Dạ. Tập cho nó làm rửa chén như ăn xong là phải. Hả cô? Nhưng mẹ mà nấu xong là phải. Nhưng mà người ta con trai mà tại sao lại bắt làm những cái chuyện mà vậy mà bây giờ tới giờ vẫn vậy vậy. Hả? Tới giờ vẫn con vậy. Vẫn là người làm những cái đó. Ủa mà con rất là kỹ, giống như là bây giờ đến bây giờ những cái chuyện chăm chút nhà cửa lau nhà là con là người lau hết. Phòng ốc con rất là sạch sẽ và gọn gàng. Hay quá, bữa đồ rảnh của nhà anh dọn phụ ơi. Nhà anh hơi bự như Lâm nha. Thì mẹ đánh con là một cái chuyện như vậy nè. Mẹ về tới nhà rồi con đang ngồi thì mẹ đưa bánh pizza con ăn thì con đang ăn thì mẹ hỏi là ủa Quân con lau nhà cho mẹ chưa? Chưa mẹ. Cái mẹ em bị nóng á. Ủa mà thái độ chưa mẹ luôn đó hả? Không em đang gì nè. Dạ chưa mẹ con đang ăn mà anh đang chưa đang bận ăn mà anh lại cái miếng ăn là miếng tồi tàn em ăn là em không quên cả đời mà. Cái mẹ em vòng đầu em bưng vòng đầu hả? Thì đang đứng mà tại vì em đang ngồi mẹ em đang đứng cái mẹ như nè. Mới là ký đầu xuống cái thì mẹ em vừa tính lấy cây rồi mẹ em lấy cây mà em tính đánh em thì em bẻ cây một cái bắt mẹ em diễn nét buồn liền á. Thôi đường buồn hả cô? Sao vụ đó sao cô? Lúc bẻ cây rồi cái tâm lý cô giận luôn tháng không nói chuyện. Nhưng mà anh phải nghe câu mẹ em thoại gì nè. Sao thoại sao? Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm chưa? Đến là chính trực đi luôn á. Dạ mời cô ngồi. Mời em đứng đi. Dạ sao em đứng vậy? Đi họp phụ huynh nha. Ngày hôm nay thì em thấy là cảm giác em rất là nặng nề. Sao vậy em? Thôi ngồi đi. Sao nặng nề mới vô sao nặng nề? Tại vì em biết em rất là nhiều tội anh à. Ủa công mới mấy nay Facebook thấy em body ốm rồi lắm mà sao? Ủa anh không thấy em ốm rõ hả? Ủa vậy là ốm hả? Ốm rồi mà lắm. Cảm ơn anh em. Anh đồng ý cho em ốm chứ. Yên tâm đi. Ai vô đây nó cũng nói xấu và mập và đầy khuyết điểm. Không mà mập thiệt. Không mà mập thiệt. Ở nhà là kể cái vụ ăn uống ở nhà này chắc ăn uống mà không kiêng cử gì nè. Ăn uống là anh phải hỏi mẹ em. Vậy hả? Vậy chắc mẹ chăm sóc nhiều cho nên càng ngày càng mập nha công nha. Chào cô. Dạ cô có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết cô tên gì, công việc hiện tại, năm nay bao nhiêu tuổi? Cô tên là Nguyễn Thị Thanh Đào. Dạ. Hiện tại thì cô bán quần áo từ chợ Thế Bình. Là quận nhất hả cô? Dạ, con chơi sân khấu luôn. Sân khấu. Thì hồi xưa em đi học là em đi qua đi lại gần. Là qua xin tiền mẹ đúng không? Xin ăn nữa. À, xin ăn nữa. Là cô bán đồ gì chổng cô? Bán quần áo may sẵn. À quần áo may sẵn có cần livestream không cô? Con chồng rồi, có cần gì em nữa? Em bên đây rồi chi? Quên. Con anh giật mối của em à? Rồi hiện tại cô đang sống ở đâu cô Đào? Cô quận 8. Là cộng bao nhiêu anh em cô? Hai chứ. Hai trời công. Một đứa em gái nữa. Một đứa em gái. À. Hình như nghe nói là mẹ em hát hay lắm phải không? Mẹ em hát hay lắm. Trời ơi nghe cô hát thử cho con nghe một câu đi cô. Mẹ em hát cải lương hay lắm nha. Hay lắm không? 2, 3. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng.
Hay quá. Sợ chưa? Hồi xưa là mẹ đam mê làm nghệ sĩ cải lương, nhưng mà mẹ sợ đám đông á cô, nên là mẹ không có đi theo nghề. Ủa gì kìa? Đam mê cải lương mà sợ đám đông hả? Nhé. Ngày xưa là có bầu công á cô, khó khăn không cô? Có quậy không cô? Không, không có quậy, dễ. Dạ là năm bao nhiêu tuổi cô đi lấy chồng vậy cô? 17. Trời ơi, trời đúng cái bài luôn á em. Năm 17 tuổi. 17 tuổi bẻ gãy xương trâu mà. Sanh nó có dễ không? Rồi nuôi nó có dễ không? Dạ sanh nó dễ lắm chị. Buổi sáng có cái chị ở xóm, cái chị bị sanh rớt. Hả? Bị đẻ rớt á. Rồi sao cô? Cái bà nội sợ quá, bà nội nói thôi đi khám đi con. Sợ rớt hả cô? Sợ rớt. Sợ rớt. Dạ. Cái rồi đi khám, cái vô cái bác sĩ không cho về. Nói là có dấu sanh không cho về, kêu về lấy đồ qua sanh. Dạ. Về lấy đồ qua xong em sanh rồi. Là sanh dễ lắm hả cô? Là không có đau bụng, em đẻ ra cái bị làm băng đó. À. Cái bà nội sợ quá, bà nội gửi trong phòng nhi á, tới tầng em mới thấy mặt nó, tới hồi dạ. Đi về á, ẩm trên xe em ngồi em sợ quá, nhìn nó thấy ghê quá. Thôi con mà thấy ghê luôn hả cô? Nó có hai cái chín mà da nó nhăn nheo, nó như ông già mà nó ẹo hoài, nó dặn mình nó ẹo hoài. Ha à, là đã ẹo hoài rồi. Còn mấy cước trâu trên đầu nữa không? Cái rúng lòi ra mới lớn. Khóc biết lòi rúng hả cô? Dặn người quá. Trời ơi, bà nhoi từ nhỏ nhoi rồi. Nhoi từ nhỏ. Đi đâu cũng là bú, ghiền lắm. À. Tới bao nhiêu tuổi mới nghỉ bú cô? 3 tuổi, nhưng mà tới giờ vẫn còn gờ. Ủa cái nhớt gì kỳ vậy con? Là sao vậy con? Anh ơi, cái đó là một cái sự mà gắn kết mẹ con em gắn với nhau. Gắn gì kỳ cục với em? Có nghĩa là con đi quay cái nào cũng vậy, giống như là mẹ ở lầu 2, con ở lầu 3. Thì mỗi lần con đi quay á, về thì cỡ nào cũng phải vô phòng mẹ. Con gờ một cái xong cũng đi lên phòng của con. Nhiều đó hả? Nói chung là một cái sự thăm hỏi, thấy không? Là như là bấm chuông nha em. Vô thường thường về ta bấm chuông ta vô. Còn em là không bấm chuông, em mở ra em mở phòng. Em về em gờ một cái. Em gờ một cái em chạy lên. Mà cô thấy cái làm sao cô? Có thấy ngại không? Lớn rồi còn rờ la. Em cười nó hai Quân ghê quá. Ở nhà đặt tên là Quân cho dễ kêu. Tuổi thơ của Tico, cô có kỷ niệm gì vui không cô? Từ nhỏ lúc mà em học mẫu giáo là em được thi văn nghệ. Thì em nhớ kỹ là lúc đó 4 người. Mà 3 đứa con gái, một mình em trai, 4 đứa. Sư muốn hát là được tuyển thẳng như thiếu nhi học. Học 2 năm thì mẹ không cho học nữa. Rồi sao nữa cô, nhà có mà đóng tuồng tích cải lương, có khoác đồ, đồ làm tóc giả đồ không cô? Sợ cái lương lắm nghe cô, nghe cái cải lương là nó chạy lắm cô. Ủa gì kỳ vậy? Anh biết không? Nó thích ca nhạc. Em thích ca nhạc mà mẹ em hát ru em cải lương từ nhỏ cho tới lớn. Anh biết em bị ám ảnh đó, em gái em bây giờ cũng ám ảnh luôn. Vậy luôn hả em? Là mẹ em cứ rát ru. Đúng rồi. Ru là hát cải lương. Là em chưa thích ca nhạc em thôi. Ngủ không được. Em ngủ không mà được. Vẫn ru. Rồi ám ảnh tới giờ hả em? Em nhớ là hồi xưa là thời nhỏ là lúc mà em còn nhỏ là mẹ em bán bánh mì. Thời điểm là mẹ bán bánh mì là trưa á, là khoảng tầm 11 giờ là bán xong, là dọn dẹp xe vô, là về nhà bắt đầu nấu cơm cho các em ăn xong lâu rồi. Là ăn cơm xong là chuẩn bị vô ngủ, là mở cái lương lên cho nghe. Trời ơi. Là mở cái lương xong mới là vô ngủ, là mở cái lương để cho ngủ đó. Là bữa nào cúp điện là mẹ em tự hát. Trời ơi, có nghĩa là cuộc đời em gắn bó cái lương, cho nên bây giờ em rất là sợ đúng em không? Em sợ. Nghe lên là tụi nó chạy. Mà nghe nói em đam mê anh Kim Tử Long rồi sao em sợ Hồi xưa là mê, tại vì hồi xưa là mẹ em thích Kim Tử Long lắm. À cái ép em thích anh Kim Tử Long luôn. Ép mà mẹ em hồi xưa là biết gì không anh? Gì? Hồi xưa ở rạp Đại Đồng ở đường Cao Thắng á, là hát cái lương chưa hát cái lương, thì mẹ em là chuyên gia dắt em đi cởi cái lương. Là coi xong là dắt vô cánh gà được gặp được nghệ sĩ, là mẹ em là người dắt em đi vô gặp nghệ sĩ. Và lúc đó là chú Kim Tử Long nhận em là con nuôi nữa. Trời ơi vậy đó hả? Rồi bây giờ gặp chú Kim Tử Long mà có nhớ là ký ức ngày xưa không? Chú Tử Long không nhớ đâu, nhưng mà không bây giờ hai người nhìn mặt vẫn giống nha. Ai? Em với chú Kim Tử Long chụp hình chung nha, nhìn mặt hao hao luôn. Ủa vậy cái nào em đi gặp chưa anh Kim Tử Long, em đưa hình cho anh Kim Tử Long coi đó, không? Đó, hồi đợt đó em nói em đi qua chương trình game show cũng nói anh Long hồi xưa là vậy đó. Chú Long nói, ủa vậy hả? Mà em không kiếm được cái tấm hình em chụp với chú Kim Tử Long. Ngày xưa mà nghe nói Công rất là thích ca sĩ rồi này nọ cô, nhưng mà có kỷ niệm nào mà giữa Công với ca sĩ đó mà cô nhớ không? Có được chụp hình với Đăng Trường đó. Vậy hả? Đi đâu mà gặp Đăng Trường cô? Không biết trên mực tiếng cái gì đó mà ảnh được chụp hình. Nói là có bằng chứng anh. Giống đó. Trời ơi, ở đâu vậy? Trời ơi. Đây là năm em học lớp 6. Đâu em đâu? Không thấy em đâu. Anh không nhận ra em mà em bận áo sơ mi nè, anh không thấy à? Ôi con bé mắt bụp là em đó hả? Ủa sao khác quá vậy? Đâu em là ai đâu? Đây anh. Cậu để tóc như Đăng Trường luôn. Em mê Đăng Trường lắm. Sao không được leo lên đây ngồi vậy? Là anh biết là mua báo mực tím này á, chứ không bằng đỏ này á, là cái những khác khán giả mà mua 3 số liên tục gửi lên bốc thăm trúng thưởng thì mới được chụp bìa. Nhưng mà cái bìa này em không hề trúng thưởng. Trong lớp của con thì là có một bạn được trúng cái này, thì bạn đó là
nói là ê tao được đi đó nha, mày đi chung không? Cái nói trời ơi cho tao đi á, tại vì lúc em rất là mê Đan Trường mà em cố tình em mặc đồ đẹp, em nghĩ trong đầu là lỡ lên trên đó rồi người ta thấy mình mặc đồ đẹp người ta cho mình vô chụp hình chung sao, sau đó lên thì người ta cũng không cho chụp á nè. Sao vậy? Người ta đủ số lượng người cái tên người ta mới cho vô. Nhưng mà em địa trong danh sách đó có một bạn không tới. Không tới anh. Sao con biết là bạn đó không tới? Tại vì lúc đó điểm danh không có cô. Hay mà quá. Vô chụp rồi mà bạn nó không tới, cái em thấy cái tên nó không có tên bạn đó. Hay bạn quá. Không tới. Cái trong em, đầu em lóe ra. Em nói là dạ con tên đó đó. Chết cha. Trời em tự bịa ra luôn hả em? Trời ơi dễ sợ. Ngang dễ sợ không chị? Vậy hả, thôi vô chụp đi con. Rồi sau đó em được lên bìa. Trời ơi dễ sợ. Sao khoan, còn người ta có phát hiện ra không? Dạ phải là không. Con không? Dạ không, tại vì cái người đó người ta không tới. Người ta không tới chụp, người ta bỏ cái buổi đó. Bộ dòng họ đang đang cầu, họ đang chụp nửa chừng cái bạn nó vô. Trời cái quê. Giờ cái tấm báo này là em năm lớp 6 em rất nổi tiếng ở trường. Tại vì trong ở trường em là chưa ai được lên báo. Em được lên bìa đầu tiên năm lớp 6 ở trường em. Mà nhờ ranh mương quá, nhờ ranh mương. Nhờ ranh mương. Ranh mương cho nó mới được chụp hình vậy. Quá trời. Là hồi nhỏ là học được không cô? Hồi cấp 1 thì còn được, lên cấp 2, 3 là thua luôn. Thua luôn. Từ lớp 1, lớp 5 là học sinh giỏi, anh đi thi văn cấp thành phố này nọ. Nhưng mà lên lớp 6 là bắt đầu là dở từ từ. À, là dở từ từ. Tại sao? Là đam mê nghệ thuật. Đam mê nghệ thuật. Nó không muốn học nữa. Mà ngày xưa cô Công nó làm biến học á, nào cô quýnh không cô? Cái vụ gì mà lì quá mà nói hoài không nghe, như phá cái gì á. Cô Sùng cô đánh, lúc đó nó mặt đổ lì lắm. Sao em không nghĩ rằng là con đít đứa nào cũng lì mà là con trai đứa nào cũng vậy, con gái đánh nó cũng xong lì. Lại em khóc không mà. Nhưng mà lúc đó làm như dằn không có được. Nó nói mẹ hồi đó mà có mà Facebook là làm mẹ là bị công an bắt. Hồi đó em nói nếu bây giờ mà mẹ mà họ đánh em xưa là em quay lên Facebook cho mẹ em bị bắt. Trời hai mẹ con thú vị vậy. Không phải, em biết tại sao không? Hồi nhỏ em bị đánh nhiều lắm, em đánh là em xỉu mấy lần. Hồi xưa con yếu lắm, hồi xưa là con hay bị yếu người, con bị bệnh buổi sáng á, con hay bị bệnh. Thì là sáng mà kêu đi học mà dậy mà nhõng nhẽo là bị đánh. Tại vì nghĩ là làm biến, chứ không biết là nó bệnh, nghĩ nó là làm biến. Em vừa bước ra cửa, trước cửa nhà là em xỉu. Xỉu? Là đánh mấy lần xỉu luôn. Không, mấy tuổi con? Con nhớ con học mẫu giáo á. Có khi em đánh mà bà chị bà khóc luôn á. Dạy nó viết chữ E mà nó viết chữ N L không trời. Anh không có khiếu học rồi nhỏ. Trời cái chữ cái mà chữ E mà sao em nghĩ chữ L vậy em? Em không biết. Ví dụ chữ E mà mình viết lộn chữ E. Nó nà ná nhau. Chữ E L hoài. Mà chữ E mà sao ra chữ L hay vậy? Tại em khó tay em nóng tính nữa. Cái chữ E chữ N L thật ra nó giống nhau. Mà kêu cái sửa cầm cái tay sửa bốn tay ra cũng đúng bị chèn vậy. Cái này nó có thấp còn cái này nó cao thôi. Cái là lỗi của mình. Trời tôi nãy giờ tôi ngồi đây mà tôi cũng giận người này. Em không có khiếu học. Cũng giận người này. Thôi. Người này nóng tính quá. Cô ngày xưa mà khi mà đẻ Công rồi bao nhiêu năm sau mới đẻ em bé gái cô? Con Giáp đúng không? Con Giáp 12 năm. Rồi khi mà đẻ em bé ra Công cũng sợ ra rìa có nói gì không cô? Khóc. Khóc hả cô? Nghe đường người ta ghẹo quá, lúc đó chưa sanh cái về khóc nói cú phò nói mốt mày đẻ em ra. Cú phò là bà cô. Người Hoa. Nên gọi là cú phò là bà cô. Mẹ thương em mà cũng thương con, đứa nào cũng là con nên ai mẹ cũng thương đó. Để cú phò ghẹo con thôi. Mình đang được vậy tự nhiên khi mà để em gái mình ra thì mình sẽ không còn gì hết. Không ai thương mình hết. Cái mình bị như vậy á, cái mình em ghét em. Ừ. Hồi xưa nhưng mà khi mà đẻ ra em rất là thương em. Bình thường đã đánh rồi. Mà đẻ em gái mình chưa nghĩ ông đầu đúng không? Bình thường mẹ đã đánh giả mang vậy rồi, cột xe rồi. Mà đẻ em gái ra nữa trời đánh chịu gì nổi. Không, đẻ ra không có đánh anh. Không đánh hả? Đẻ ra đánh em rồi. Nhưng mà tới lúc rồi nó học cấp 3 rồi là có còn bị đòn nữa không? Rồi hai mẹ con có hay mâu thuẫn với không nhau? Không bị đòn nhưng mà em hay giận lắm. Giận? Không, mẹ nhớ lộn rồi, năm lớp 10 còn bị đánh. Là hôm đó mẹ em đi siêu thị. Mẹ em nói là ở nhà nha, mẹ đi mua bánh pizza gì cho con ăn, nhưng mà con nhớ rửa đống chén. Cô hay bắt nó làm lắm, tập cho nó làm rửa chén như ăn xong là phải. Cô. Nhưng mẹ mà nấu xong là phải. Nhưng mà người ta con trai mà tại sao lại bắt làm những cái chuyện mà vậy mà bây giờ tới giờ vẫn vậy vậy? Hả? Tới giờ vẫn con vậy? Vẫn là người làm những cái đó. Ủa mà con rất là kỹ, giống như là bây giờ đến bây giờ những cái chuyện chăm chút nhà cửa lau nhà là con là người lau hết. Phòng ốc con rất là sạch sẽ và gọn gàng. Hay quá, bữa đồ rảnh của nhà anh dọn phụ ơi. Nhà anh hơi bự như Lâm nha. Thì mẹ đánh con là một cái chuyện như vậy nè, mẹ về tới nhà rồi. Con đang ngồi thì mẹ đưa bánh pizza con ăn thì con đang ăn thì mẹ hỏi là ủa Quân con lau nhà cho mẹ chưa? Chưa mẹ. Cái mẹ em bị nóng á. Ủa mà thái độ chưa mẹ luôn đó hả? Không em đang gì nè, dạ chưa mẹ con đang ăn mà anh đang chưa đang bận ăn mà anh lại cái miếng ăn là miếng tồi tàn em ăn là em không quên cả đời mà. Cái mẹ em vòng đầu em vòng đầu hả? Thì đang đứng mà tại vì em đang ngồi mẹ em đang đứng cái mẹ như nè. Mới là ký đầu xuống cái thì mẹ em vừa tính lấy cây rồi mẹ em lấy cây mà em tính đánh em thì em bẻ cây một cái bắt mẹ em diễn nét buồn liền á. Trời đường buồn hả cô? Sao vụ đó sao cô? Lúc bẻ cây rồi cái tâm lý cô giận luôn tháng không nói chuyện. Nhưng mà anh phải nghe câu mẹ em thoại gì nè. Sao thoại sao? Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm chưa? Đến là chính trực đi luôn hả? Thường anh vô tâm lý liền. Những cái lương mà có lương chồng không? Có là ổn quá chị là không chịu. Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm chưa? Mà đến bây giờ lớn
Tao đánh mày, mày bẻ gãy cây. Trời ơi. Hai mẹ con mỗi người một phòng, không nói chuyện. Mỗi người một nơi. Tại vì em hồi xưa là em ở phòng trước, mẹ ở phòng sau, là hai người không nói chuyện nhau luôn. Mẹ giận, nhưng mà sáng á thì vẫn viết cái tờ giấy là để tiền cử với lại đồ ăn sáng cho em. Mà giận một tháng luôn á anh. Hay gì trời, mẹ con ở chung nhà giận tháng là hay lắm luôn á. Thế nên nó viết thơ. Viết thơ. Viết thơ xin lỗi mẹ. Tưởng em chưa đọc, nó vô trong tủ lạnh, nó dán trong tủ lạnh, em cũng không mở xuống luôn. Cái bữa đó chạy vô ôm mẹ, nó mẹ cho con xin lỗi đi khóc. Lúc đó cô có tha thứ không cô? Có, lúc tha thứ là lúc đọc rồi, nhưng mà phải làm cứng vậy. Mẹ em hay giận lắm anh. Ở chút xíu giận, mở xíu giận à. Giận và thoại. Từ lúc đó, từ lúc mà em bẻ cây cây là em không bị đánh nữa. Em biết em bẻ cây từ hồi sớm rồi. Đúng rồi, sao rồi, cô, tại sao sau cái trận đó là họ không quýnh nữa là sao cô? Là biết công lớn rồi hay sao? Bắt đầu nói chung là em cũng đi chùa đỡ cái cũng. Em cũng thấy tánh em nóng, nhiều khi em đánh nó xong rồi mình thấy ủa xong lúc đó mình đánh còn mình dữ vậy. Thật sự là em thấy em nóng lắm luôn. Khi nhưng mà đánh xong lại khóc. Đánh xong rồi tự mà khóc. Dạ. Năm em học lớp 12 xong thì lúc đó em quyết định em đi trường sân khấu. Nhưng mà năm đó em rớt. Năm mấy? Năm 2009. Vậy là chúng ta vô chung khóa đó. Lúc em đã biết Lâm từ thời đó rồi. Ừ. Anh cũng rớt luôn nha em. Sau đó 2010 em mới anh cũng 10 luôn đó. Và em cũng rớt tiếp. Wow. Nhưng mà lúc đó em lại đăng ký học một cái lớp riêng, dạy riêng cũng y chang trong trường mình luôn. Nhưng mà thầy Hòa An lại dạy dạy một năm rưỡi. Cái năm mẹ năm đầu tiên em thi trường sân khấu là em rớt, nhưng mà em lại đậu một trường thiết kế thời trang. Nhưng mà con lại bỏ. Học trong trường 2 năm xong em không làm được nghề, rồi không có ngoại hình nữa. Các em bị tự ti với bản thân. Đúng không? Nó cũng đẹp mà. Trời ơi, con như vậy mà cũng không có ngoại hình nha mẹ. Sao vậy? Tụi con mới tút lên đó. Ngày xưa đó mẹ thấy tụi con giờ là mới tút lên đó. Nói chung hồi xưa con ốm. Xong cái nói chung là nói là không ngoại hình này nọ. Cái con bị mất tự tin cho bản thân. Cái con cũng về nói với mẹ con đó là con không biết là như thế nào. Cái mẹ nói là không, vậy là năm nay con 22 tuổi rồi, con phải kiếm gì kiếm ra tiền, chứ mẹ không nuôi con nữa. Thì lúc đó con mới quyết định là con đi học thêm nghề make up. Và con đi bán mỹ phẩm. Lúc đó em đi bán mỹ phẩm ở trong mấy cái mall đó. Mấy trung tâm mua sắm, đứng bán mỹ phẩm. Thì đó là công việc đầu tiên em đi làm, là đi trang điểm cô dâu và đi bán mỹ phẩm. Thì vô tình khi mà em cái dịp em bán mỹ phẩm thì em lại gặp Bảo. Thấy em ok quá, kêu vô nhóm đi. Hồi xưa giờ em chưa đóng giả gái. Khi mà em clip đóng đầu tiên giả gái em rất là sợ, em giấu mẹ. Tại mẹ không thích em đóng giả gái. Cái cảm xúc cô mà khi công giả gái thì sao cô? Cô không thích. Mẹ không có thích. Có la không cô? La. Mẹ em không cho em đóng đó. Nói mẹ không có thích con đóng vậy nha. Nó nói trời mẹ, chứ mẹ thấy chú Hoàng Linh đồ người ta cũng giả gái được có gì đâu. Cái này người ta diễn thôi mà mẹ. Nó nói sao mẹ không thích con diễn vậy. Sau khi khán giả biết đến em nhiều á, thì mẹ em là người mua đầm. Trời đất ơi. Tàu chữ nhỏ không cho nhỏ và gái gì mua đầm. Tại sao mẹ em là người biết bán quần áo mà. Đi lấy ra, đi vô đi chợ lấy đồ sỉ cái. Phụ quân mẹ thấy cái này đầm này được, để mẹ chụp hình mẹ gửi con được không? Lấy nó mua đi diễn. Tại vì mua rẻ. Là mẹ em là người... Mình lấy sỉ. Sợ nó đi mua mắt. Con được mọi người biết đến từ khi con tham gia nhóm BBBG. Đây, nhóm của con. Là cái nhóm. Rồi khi mà cô biết công cái chỗ có nhà đó kìa. Đúng rồi, thì nhà trong nhóm em mà. Trong khi đó mà cô thấy nhóm nổi tiếng như vậy, cảm xúc luôn hạnh phúc cô. Quá hạnh phúc. Có khi nào mà thấy những cái bình luận trên Facebook á, thường thường nghệ sĩ thường có những cái mà khi mà đó cái tánh cũng còn nít lắm, cũng như ai mà nói động tới cái chửi lại mình đó. Anh với mình bị cũng vậy em, nhưng mà mẹ em thì là không cho. Không cho. Mẹ em là người đọc từng comment của con trên Facebook luôn. Trời ơi sao hay vậy? Rồi sao vô đọc từng comment rồi góp ý cho em Góp ý cho em. Cái nào mà ví dụ cô nói, ví dụ cái nào con cảm thấy người ta nói mà con không thích thì con đừng trả lời. Tâm lý mà khi mà mẹ góp ý thì mình khó chịu đúng không? Dạ không, em không, em với mẹ em thì không bao giờ khó chịu gì, mẹ nói gì là em nghe. Mới đầu nó ghét nó chặn Facebook em luôn á. Đó đó. Sao vậy? Tại vì con cảm thấy là giống như bị mình mẹ kèm quá. Tại vì có nghĩa là đến bây giờ con cái vẫn không có thể nào cho ba mẹ biết Facebook được. Em gái em đến bây giờ cũng không cho mẹ em và gia đình em biết Facebook nha. Chặn hết gia đình em nha. Đến bây giờ vẫn không thể biết. Nhưng mà em cảm thấy là cái việc mà hồi xưa em không cho mẹ em biết Facebook á, đến bây giờ em cho mẹ em thấy thoải mái lắm. Có nghĩa là cái gì em up lên Facebook mẹ em cũng coi và em kêu mẹ. Mà em bắt là mẹ, khi có mẹ phải vô like nha. Mẹ nó phải người like của em nữa và comment này nọ đi tăng tương tác, hiểu không? Một like của mẹ cũng tăng tương tác. Dạ đúng rồi, em bắt mẹ em chia sẻ với Facebook mẹ em nữa. Rồi cái vấn đề mà nhóm mà khi mà nổi tiếng rất là nhiều niềm vui, nhưng mà bên cạnh đó khi mà buổi tiệc nào cũng tàn đúng không? Đúng Công rồi. Cái một thời gian thì nghe nó nhóm tan rã, thì lúc đó cảm xúc của Công như thế nào và lúc đó mẹ an ủi Công ra sao? Buồn lắm luôn. Mà lúc cô còn sao cô biết cô ai kể cô nghe là nhóm tan rã? Nói chung là cái gì nó cũng nói cô nghe. Về kể cho cô nghe. Xong rồi lúc đó cảm xúc của Công sao cô? Thì giống như bị hụt hẳn, tại vì nguyên đám mà chị
đi chung mà giờ tự nhiên mình lẻ loi, mình nó cảm giác giống như là hụt hẳn, tội nghiệp lắm. Dạ. Cái cô cũng giải thích thôi con. Mà ông về ông có ăn uống bình thường không cô, hay là buồn bã rầu cô không đơn? Buồn chắc cũng ăn rồi con. Buồn buồn cũng ăn. Cũng ăn. Ai dạ. Nó buồn ăn được cho em mới bình thường buồn ăn gấp đôi. Con ăn để con ăn bớt lại mẹ đi. Nhưng mà cô biết không, mẹ con bắt con ăn bớt lại nhưng mà mẹ con lại nấu đồ ăn và đi đâu cũng mua đồ ăn về cho con và chừa ra con rất nhiều. À. Cứ vậy nè. À, mập lắm rồi, con đừng ăn nữa, mẹ thấy bữa nay mập lắm nha, đừng mập, bữa nay xấu rồi nha. À mẹ có nấu cơm mẹ chừa để dưới. Đi đâu có mua đồ ăn cho em. Hèn chi nhỏ tập quá tập, PT mướn tháng mấy chục triệu, xuống không nổi. Rồi sao cô? Thì cô mới nói, con thấy không, nhóm nào cũng vậy. Đúng. Tất cả các nhóm đâu có ai mà đi suốt đời chung với nhau được đâu. Cũng có một thời gian thôi là rã hết, tự gì trong gia đình bao nhiêu người thì bao nhiêu ý, còn nhóm cũng vậy, mỗi người mới ý không thể nào mà hòa hợp được hết. Yeah. Nên cái chuyện tan rã là cái sớm hay muộn thôi, cũng như là giờ con cứ đừng buồn, con gắng cố gắng lên đi. Ừ. Vậy cô ăn uống gì hả cô? Ở nhưng lúc mà đó, lúc đó mẹ em cho em tiền nữa anh. Vậy hả? Lúc mẹ ăn ngủ sao mẹ thấy em buồn quá, mẹ em cho em tiền để mua cái áo vét. Dắt đi mua vét cho đỡ buồn. Cho đỡ buồn. À mua. Mẹ em sắm đồ là em sẽ hết buồn. Em giống như mẹ mà, mẹ em thích sắm đồ đó, em cũng thích sắm đồ. Trời ơi thương gì là trời. Hết buồn, dắt đi sắm đồ hết buồn. Bà mẹ cưng quá ha. Bà mẹ có điều kiện nha em. Trời ơi. Anh ơi cái đó là hiếm lắm mới cho hiếm tiền á, chứ bình thường mẹ không có cho tiền đâu. Nhưng mà cái lúc mà nó buồn nhất thì là mình cũng buồn nhất. Rồi nó buồn hết chứ mình buồn nhiều hơn. Mình buồn nhiều á. Tại vì thường ngày cái nó cứ lăn xăng vô em mà bữa nào mà nó im luôn là biết nó có chuyện buồn, với là cái mặt nó không có ca hát. Rồi có bao giờ miệng nó cao hoài. Có giờ rớt nước mắt gì nó không? Cái nỗi buồn của mình là bởi vì là mình phải quá thương con. Em ngủ không được cũng gì nó. Thấy mấy đứa kia hát là không coi luôn. Tại vì coi cứ bắt đầu suy nghĩ tới nó, cứ bắt đầu buồn. Khóc mình đỡ không có ai mới hết. Về vô phòng khóc không con? Tự nhiên khóc khóc riết vậy luôn. Rồi, mẹ em về khóc lắm anh. Giống như mẹ em đang ngồi hát cải lương một cái bài gì đó thôi mẹ cũng sẽ khóc. Vậy đó hả? Xúc động. Trời ơi, thương chỉ quá ha. Mẹ em về cảm động lắm. Tức là một cái người rất là đa cảm. Mà một cái người, cái đó là cái cảm xúc quá nhiều. Yeah. Cái mình nổi giận là mình không kìm được cảm xúc, mà cảm xúc mình quá nhiều mình không kìm được. Yeah. Bây giờ mình mới phát hiện ra vì quá thương con. Bây giờ ngồi đây hồi nãy thì hơi giận bạn, nhưng mà bây giờ ngồi cái thấm dần thì mình nghĩ là hồi đó mình có cái tâm lý đó, mình đánh con là bởi vì mình muốn nó phải yeah. hoàn thiện, mình đúng muốn nó đó. Phải hoàn chỉnh, mình muốn nó là không được quyền sai sót. Trong khi đó mình nóng vội. Dạ đúng rồi. Mình không kìm được. Khi mà mình thấy mẹ đánh mình thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà khi mẹ nói là tại vì mẹ muốn con hoàn hảo nên mẹ mới đánh đó. Con như vậy. Thế bây giờ em rất là thương mẹ em. Hai mẹ con từ cái tuổi đó cũng cái là nó cũng không nghĩa là nó cách biệt giống như tại chị em á. Ờ giống như chị mẹ em. Mẹ con nói mẹ con là bạn của con chứ không phải là đúng mẹ. Rồi. Khi nào có đi quay ai hiểu lầm được. Làm gì có quỷ. Có cơ chị. Có không? Rồi, hồi đó, hả? Hồi đó đi ra đường hay em hay ôm mẹ em á, cái người ta nghĩ là chỗ thằng này cặp mấy bà sồn sồn lấy tiền. Điều em nói gì chứ giờ con mắc cỡ không có đâu mắc cỡ mẹ mình ôm có gì đâu mắc cỡ. Tưởng lái máy bay bà già hả? Đó hồi kỳ đi quay gì với đầu bếp gì đó cái hai mẹ con ngồi cái mấy đứa nhỏ nó ra nó chào chào cái em cũng muốn cô tấn thấy mình người lớn chứ nó chào thôi mình cũng chào lại cái một chút không biết ai đi xuống cái thành công đấy. À, mẹ em á, cứ tự nhiên mấy đứa nó nhìn lên, nó cười quá trời bệnh miệng nó cười nó. Cô nãy giờ tưởng xin lỗi con, tưởng bạn của anh không. Trời ơi, tưởng lái máy bay. Cái em nói, nó tưởng mình lái máy bay mà già đó con. Có nào mà ở nhà không có cái bí mật gì mà chưa bật mí không cô? Ở nhà nãy nhất là gọn gàng rồi đó là có rồi đó. Nhưng mà có nào ở nhà mà bề bộn hay có cái vấn đề gì mà từ trước giờ khán giả chưa biết gì không cô? Bề làm bộn là đi một... quay đó, đi quay đồ dục tùm lum, nhưng mà khi mà ở nhà là dọn sạch sẽ, dọn tối khuya luôn. Vậy? Em bị cái tật chợ. Không phải anh, em đi quay bị bụng nghĩa là sao? Trước khi đi quay em sẽ soạn đồ. Thì em sẽ bơ đồ ra em quăng trong phòng em đầy hết. Rồi make up quăng đầy, nhưng mà khi giờ quay về em sẽ dọn rất là gọn. Còn đi quay vậy em dục đồ lum la hả? Không. Chỉ là cái việc em chuẩn bị đồ đi quay thì em mới kiểu là bề bụng ở phòng em thôi. Chứ đi quay thì mới là gọn gàng. Còn vấn đề gì không cô? Mai giá rồi. Mai giá hả cô? Mai gì giá gì cô? Tức là có năng khiếu về thiêu thùa mai giá hả cô? Đúng rồi. Hồi nhỏ em thấy mẹ mai cái em mới leo lên cái mai mai. Mỗi lần mẹ em đi là em trốn. Em sẽ leo lên cái mai mai em tập mai. Mà em mai được luôn. Và đến bây giờ em biết mai luôn là em không học ai hết. Ngoài học mẹ em tự nhìn mẹ em mai biết mai luôn. À là em tự thiết kế đồ cho em luôn hả? Đồ đạc thì em không mai được. Nhưng mà em chỉ thích những cái mai, những cái đồ em thích như là ở nhà em. Đồ đạc, phòng em là ra giường này nọ là con tự mai hết. Tự mai hết á hả? Dạ, giỏi quá. Là giỏi một phần luôn. Nhờ mẹ khéo tay này nọ là một phần là mẹ hết. Dạ. Thì bữa nào mua giấy thì mượn nó may được. Cậu dễ gì mai cô? Nhà lắm bự với mai đâu nổi. Cô nếu như mà có một lời dặn dò với Công nhân chương trình này, mong muốn và cái ao ước của cô bây giờ là gì đối với Công cô?
là cô mong muốn là anh cũng còn nít lắm, cũng thích là chững chạc chút, xài tiết kiệm chút, với lại cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm trong con đường sự nghiệp xíu nữa, bớt ăn lại. Bớt gì cô? Bớt ăn lại. Bớt ăn lại. Bây giờ nếu mà có một lời gì đó gửi đến mẹ em nhân chương trình này, em sẽ nói một lời gì ngắn gọn, xúc tích, thể hiện tình cảm với mẹ. Em hả? Em thì bây giờ nói chung là cái câu bình thường thôi, con với mẹ cũng nói chuyện nhau nhiều, nhưng mà chương trình thì con cũng nói là đến bây giờ thì mẹ con vẫn chưa có tin vào cái chuyện con chọn cái nghề này. Yeah. Mẹ con hay bị tâm lý á, mẹ con sẽ không ngủ được, nhưng mà mẹ con lo, kiểu là lo cho con nhiều lắm, có nghĩa là con bù 1 nhưng mẹ con sẽ bù 10. Nói chung là bây giờ con thì cũng mong là mẹ có sức khỏe nhiều hơn, tại mẹ con hay bệnh lắm. Ừ. Mẹ con bị yếu trong người, tại vì mẹ con từ nhỏ đã bị bệnh rồi. Ừ. Nên là con muốn là mẹ con bây giờ thì có được nhiều sức khỏe hơn. Bây giờ mệt thì cứ nghỉ ở nhà, có những buổi mà bị bệnh mà vẫn phải đi ra chợ bán. Quen, thói quen rồi. Em nói là em rất là khó chịu cái chuyện đó, có nghĩa là những cái lúc mà bệnh hoặc là những đêm nào tối không ngủ được, mẹ con hay bị mất ngủ, thì tối không ngủ được thì thôi, nếu mà không ngủ được thì to sáng mình nghỉ bán một bữa để mình có thể nghỉ ngơi sức khỏe. Bây giờ sức khỏe là quan trọng, kiếm được nhiều tiền thì cũng không mua được sức khỏe. Thì sau cái chuyện đó thì con mới khuyên mẹ con là bây giờ nên đi du lịch nhiều hơn. Mong mẹ nhiều sức khỏe thôi chứ không mong gì